Kính thưa cộng đoàn, có nhiều bài học. Ví dụ bài đọc 1 có một câu rất là hay, đó là phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Hay là câu hay hơn, đó là thấy mình xứng đáng bị sỉ nhục vì Chúa. Tôi đang cử một ví dụ. Hôm qua tôi hỏi các em thiếu nhi buổi chiều rằng các em vào trong restaurant, trong McDonald's hay là KFC, trước khi ăn các em có nhớ làm dấu thánh giá không? Có vài em nói có vài em nói ngại lắm. Người lớn thì sao? Chúng ta có sẵn sàng chịu sỉ nhục vì Chúa không? Điều đó chưa chắc ai sỉ nhục mình, nhưng tự nhiên mình ngại, mình không dám làm một cách hiên ngang và công khai. Hãy nhìn những tín đồ Hồi giáo tới giờ đọc kinh giữa đám đông cùng quỳ xuống hướng về phía Lamech để đọc, không sợ ai chê cười. Nhiều khi chúng ta thua, nhưng hôm nay không phải bài học đó. Bài học mà tôi muốn nói đây là những người thương nhau đôi khi rồi quen hơi của nhau. Quen hơi, tôi dùng cái chữ đó đóng ngoặc kép, nó đâm ra nghiện nữa. Đây là câu chuyện mà cha Phùng Quang Mạnh, lúc cha về xứ Bà Chiểu, cha kể. Nên nhớ cha Mạnh có ba anh em, ông là người Hoa, người Hoa rặt nồi đó. Ba anh em lại cùng đi tu linh mục. Phùng Quang Thành là anh, Phùng Quang Mạnh là ở giữa, Phùng Quang Cảnh là em út. Ba linh mục rất tốt lành đạo đức, và có người chị là master. Thì ông kể năm đó ông còn trẻ, được gửi về xứ Ba Tri Bến Tre, nơi có cái họ đạo Đức Mẹ đó, có cái tượng Đức Mẹ La Mã. Thì ông ấy làm đám cưới cho một cặp vợ chồng miền quê, rất là dễ thương, đơn sơ lắm. Anh tên Thành, chị tên Hoa. Ông cũng hỏi rất rõ rằng là tụi con có suy nghĩ cho kỹ, bởi vì giáo hội buộc phải có mấy tháng tìm hiểu. Họ nói có quen từ nhỏ rồi đó, cho nên hai cha mẹ cũng xin nói thôi cho tụi nó làm đám cưới. Rao trong nhà thờ xong ba lần thì làm đám cưới, tốt lành. Đám cưới xong một tháng thấy rất im xuôi, đi xe đạp mà. Ở miền quê đó, đi tới nhà thờ bằng xe đạp đó là tiến bộ lắm rồi. Tôi có câu đố nha, sẵn chiếc xe đạp. Vùng nào ở Việt Nam hoàn toàn không có xe đạp? Cả đoàn nói trước, nguyên một vùng không có xe đạp. Vùng Quảng Nam đó, người ta nói xe đột, người ta đâu nói xe đạp. Cho nên không có xe đạp mà có xe đột. Nói chơi cho vui, hai ông bà đó, anh Thành chở chị Hoa đi lễ. Rồi tháng sau, thấy ông đi xe đạp, bà đi bộ. Rồi tháng sau nữa, cha để ý, không thấy chị Hoa đi lễ nữa, có mình anh Thành. Cha mới chặn lời cha hỏi, sao vậy, con Hoa đâu? Hồi đó mấy cha thì cứ kêu mấy người trẻ hơn là con cái, con Hoa đâu rồi? Thành, cha đi tu, cha không biết gì đâu, cha đừng có hỏi, khó nói. Cha nói, ừ, tôi đi tu, tôi không biết, nhưng mà giờ nó đâu? Trả cho má nó rồi. Ghê chưa, trả cho má. Cha cũng không dám hỏi, tại vì mỗi lần hỏi chê cha đi tu không biết gì, cho nên cha tự ái, cha không hỏi. Tới lúc Tết, ngồi ăn tôm khô củ kiệu, nhậu nhậu, chút rượu đế, cha mới hỏi Thành, nói thiệt với cha đi, quà đâu? Cha không biết đâu, vợ con nó hách lắm. Cha nói, ô sao thấy nó hiền vậy mà hách? Không phải, cha đi tu thấy chưa, ở đời có ba thứ hách, hách dịch là ăn hiếp người ta, hách xì xành là không có mẹ gì hết mà giả bộ làm tàn, mà vợ con nó hách nôi, hách nôi là hôi nách, ở gần mới thấy chịu không nổi nữa. Cha nói vậy à, thôi được rồi, được, để cha xử. Cha gửi thơ lên Sài Gòn, cha Phùng Quang Thành là anh ruột của cha đang dạy ở Đại Chủng Viện Sài Gòn, mà thời đó là thời Pháp. Cha viết bằng tiếng Pháp và nói với cha Thành mua dùng cái thuốc để trị cái hách đó. Là cha Thành tưởng em mình bị, là viết thơ hỏi bộ bây giờ em bắt đầu bị, mà em mà bị thì khổ cho hai cái thằng giúp lễ nó đứng hai bên. Cho nên cha Thành thay vì gửi xuống một hộp cho cha Mạnh thì gửi luôn năm hộp
nó là cái bột để rẫy vào. Thế là cha kêu anh Thành lên: Thành, cha có thuốc, cha dịch cái tờ cái đơn ra rồi, bây giờ đưa. Thế là tuần sau thấy hai vợ chồng chở nhau đi lễ, rồi từ đó thấy hết thuốc lúc nào không biết, rồi cứ chở nhau đi. Rồi bây giờ lớn rồi, lúc mà cha Thành đổi lên Sài Gòn, trở về gặp lại hai ông bà đó, có sáu đứa con rồi, hỏi bây giờ có cần thuốc nữa không? Cả hai, bà vợ thì cười tủm tỉm, ông chồng thì nói quen hơi rồi cha, nó đâm ra nghiện. Khổ đời mà. Có chừng bài Phúc Âm nói một câu rất hay về cái chuyện quen hơi. Trong tất cả các ông, có một ông được Chúa mến là nhận ra Chúa, là ông Gioan. Vậy, qua những biến cố cuộc đời, ai nhận ra bàn tay Chúa thì đó là dấu hiệu người đó yêu mến Chúa. Còn những người không nhận ra sẽ buồn, sẽ thất vọng, sẽ oán trách. Ông Gioan nhận ra liền. Điều này không có gì khó hiểu đâu quý ông bà ơi. Thử điểm lại một số kinh nghiệm trong cuộc sống tình yêu đi. Tại sao khi yêu người ta thích tặng quà cho nhau, thích chở nhau đi chơi, mặc dù ở Việt Nam chở bằng xe đạp thôi. Cái thời mới đứng phim xong chở xe đạp chết bà luôn, mà cái trọng lượng ở sau to gấp hai cái máy đằng trước, lên dốc cầu Bình Triệu lên phăng phăng ấy. Đằng sau đã trọng lượng khá to mà mở hộp bánh ra ngồi ăn một mình, chớ hề cho cái động cơ được một miếng. Rồi tại sao yêu nhau lại thích lặn lội mưa nắng để tìm đến nhau? Nếu không yêu thương thì đem số tình tiền mà mình dành dụm mua một món quà cho người khác thì quả là dại dột, phí. Nếu không yêu mà gò lưng xe đạp để chở người ta đi mặc dù người ta trọng lượng tốt hơn mình thì quả là ngu. Nếu không yêu mà lặn lội mưa nắng để đi tìm thì người ta cho là khờ. Nhưng khi yêu thì mọi sự đổi khác. Tặng quà là niềm vui, chở nhau đi là một sự sung sướng, lặn lội mưa nắng để tìm nhau là bằng chứng một tâm hồn yêu say đắm. Cho nên Thánh Augustino nói, khi đã yêu, không ai cảm thấy mệt nhọc. Đối với Chúa cũng vậy. Các tông đồ, ông nào yêu mến Chúa nhiều, ông đã nhận ra Chúa ngay. Ông Phêrô có một khoảng thời gian 3 năm thử thách. Quý vị nhớ lại coi, 3 năm trước, lúc Chúa mới bắt đầu cuộc đời công khai, thì gọi ai? Phêrô, bỏ thuyền đi, đi theo tôi. Phêrô và Andre, hai anh em đi theo liền. Vừa mới kêu là đi, rất quảng đại. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta bắt đầu hứa với Chúa cái gì, thì chúng ta rất quảng đại, bởi vì lúc đó chúng ta chưa biết mình là ai. Hãy nhìn lại ngày đám cưới này cách đây bao nhiêu năm. Hồi đó hứa ngon lành, hai anh chị có tự do đến với nhau và không còn giữ gì cho riêng mình, tự do hoàn toàn, không ai ép buộc vào, cả hai đều thưa tự do, ngon lắm. Có hai anh chị có yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Có, suốt đời. Rồi có chấp nhận con cái mà Chúa gửi và giáo dục chúng theo tinh thần của Chúa và của giáo hội không? Thưa có, quá trời ngon. Nhưng với thực tế, lần lần những đòi hỏi của lời hứa đó nó lộ ra. Do đó trong 3 năm nhiều lần Chúa trách ông Phêrô. Một lần Chúa bảo xéo đi, cút đi, không hiểu gì hết. Cũng có lần Chúa khen ông, nhưng sau 3 năm ông sụp, ông té nhào, ông nhát quá. Một đứa tớ gái của một ông thượng tế nói về ông ấy mà ông đã chối Chúa rồi. Trời ơi, ông buồn biết mấy. Cho nên lần gọi thứ hai sau 3 năm là lúc Chúa sống lại, Phêrô đổi khác. Ngày xưa Phêrô hấp tấp nói liền, dành nói nữa. Bây giờ Phêrô cẩn thận không nói. Ngày xưa Phêrô cho mình là dũng cảm, là can đảm, có gương để bảo vệ Chúa. Ngày nay Phêrô nhận ra rằng trong một đêm mình chối ông thầy 3 lần. Cho nên bây giờ Chúa kêu ông, Chúa không lặp lại chuyện cũ, mà Chúa hỏi Phêrô, ông có thương tôi hơn mấy người này thương tôi không? Chúng ta cũng vậy thôi. Chúa sẽ hỏi câu đó.
con nói con thương ta có hơn cái bà kia thương. Linh Mục Hồng có thương Chúa bằng bà Nho thương Chúa không? Chưa chắc mà. Không chắc. Và có khi thua. Thật xấu hổ. Đó. Vợ có thể hỏi chồng: em biết trước cuộc tình của em anh có nhiều cuộc tình, vậy anh yêu em có hơn yêu mấy con kia không? Hay là có nhiều cô kia yêu anh, nhưng mà tình yêu của em có hơn tình yêu mấy cô kia dành cho anh? Rất nhiều cách để hỏi và để trách nhiệm lại chính mình. Nhưng lần này Chúa gọi ông Phêrô, Chúa cho ông cơ hội để cộng tác với Chúa. Chúa giao cho ông chăn dắt chiên con, chiên mẹ, tức là toàn thể giáo hội. Chúa không đòi một người khôn ngoan có bằng cấp hay giàu sang tài ba, mà Chúa đòi một người khiêm tốn. Lúc đó Phêrô thấy mình té ngã rồi, bây giờ Phêrô khiêm tốn. Trong đời sống gia đình cũng vậy, người ta đồn rằng người sống đời hôn nhân có nhiều cơ hội hơn để biết về chính mình hơn những người sống độc thân. Đúng hay sai tùy quý vị, nhưng cái chữ cơ hội thì đúng. Có rất nhiều dịp để mình đối chiếu lại chính mình với người bạn đời mình. Còn người độc thân đâu có ai để đối chiếu. Do đó khi anh chị sống bên cạnh nhau, đó là dịp để nên thánh hơn, đó là dịp để kềm chế tính nóng, đó là dịp để học xả kỹ chứ không ích kỷ. Nhiều thứ lắm. Đối với Chúa cũng vậy. Mỗi lần đến với Chúa là một dịp Chúa sẽ bảo mình phải xét lại một điều gì đó. Có những năm Chúa chỉ bảo mình đọc kinh thuộc lòng thôi giùm ta đi. Rồi có những năm Chúa bảo phải dám hy sinh cái này chút. Điều quan trọng là có cộng tác với Chúa hay không. Xin ban cho mỗi người chúng ta hiểu Chúa luôn luôn đi tìm. Tuần trước Chúa tìm ông Thomas, tuần này Chúa tìm ông Phêrô. Chừng nào Chúa tìm chúng ta? Chừng nào Chúa sẽ tìm chị Tuyết, anh Sơn, anh Thịnh? Tôi nói tìm chứ không phải tôi nói Chúa gọi về rồi là nghe gọi về là bắt đầu sợ. Chúa tìm thật trong từng biến cố của cuộc đời mình.